Quỳnh Loan và Minh Thiện xin kính chào quý khán giả đang xem Chuyển động Đông Tây phát trực tiếp hàng ngày trên kênh HKTV vào lúc 11 giờ 30 phút. Những thông tin nóng hổi vừa cập nhật cùng với những vấn đề rất đáng để cho quý khán giả quan tâm sẽ có trong bản tin hôm nay. Nóng bản quyền Asia được xác nhận đang về, người hâm mộ háo hức đón xem Olympic Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh, hai người thoát chết thần kỳ khi tránh được hàng chục tấn hàng bị đứt dây. Hà Nội, độc đáo siêu xe Lamborghini bằng gỗ chạy như thật gây xôn xao. Mùa nước nổi được xem là mùa đẹp, mùa ăn nên làm ra cho người dân miền Tây. Thế nhưng đó cũng là mùa nóng bỏng nạn buôn lậu. Góc nhìn Đông Tây tổng hợp những vụ chấn động từng xảy ra và làm sao để ngăn chặn tình trạng này. Bệnh ung thư là căn bệnh đang gây nhiều bất an cho người dân, nhất là khi chứng kiến hàng loạt người đối mặt với án tử. Câu chuyện sinh tồn ngày hôm nay sẽ mách quý khán giả về liều thuốc quý trị ung thư hiệu quả đến không ngờ. Như chúng tôi đã thông tin, từ chiều qua, nhiều thông tin lan truyền cho biết một đài truyền hình có trụ sở ở Hà Nội đang đàm phán với đối tác để mua bản quyền truyền hình ASEAN 2018 tại Việt Nam. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ thể thao nước nhà. Nhiều người cũng đang tò mò không biết ai sẽ đứng ra mua bản quyền lần này. Vào sáng nay, mọi thắc mắc đã được sáng tỏ khi ông Nguyễn Thế Kỷ, tổng giám đốc của VOV, xác nhận đang đàm phán bản quyền ASEAN 2018. Về cơ bản, đàm phán đã xong, kết quả cuối cùng sẽ có trong ngày hôm nay. Nếu như thành công, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử có một đơn vị không phải là VTV đã đứng ra mua được bản quyền một đại hội thể thao. Tổng giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Nguyễn Thế Kỷ cho biết, về cơ bản đã có thể cầm chắc bản quyền ASEAN 18. Đơn vị này và KJSM World Cup đã hoàn thiện phần thảo luận cuối cùng để chốt hợp đồng trong hôm nay. Tuy nhiên, ông từ chối cung cấp thông tin chi tiết về thương vụ và hẹn sẽ báo tin vui đến khán giả và người hâm mộ Việt Nam ngay trong chiều ngày hôm nay 21 tháng 8. Nếu mọi thủ tục hoàn tất sớm, khán giả có thể theo dõi trận đấu vòng loại 1-8 trên sóng hợp pháp và được phát rộng rãi trên lãnh thổ Việt Nam. Trước đó, thông tin từ VTV cho biết, đối tác KJSM cho bán giá bản quyền ASEAN 18 trên lãnh thổ Việt Nam ở mức 15 triệu đô la Mỹ, vượt quá khả năng của nhà đài. VTV muốn mua riêng bản quyền môn bóng đá nam tại ASEAN, nơi có sự hiện diện của tuyển Olympic, với nòng cốt là các cầu thủ U23, những người làm nên kỳ tích hồi đầu năm. Nhưng các đối tác đã từ chối với lý do chỉ bán bản quyền trọn gói, vì thế không thể đáp ứng nhu cầu khán giả. Không có bản quyền trong những ngày đầu tiên của giải đấu, khán giả Việt Nam, đặc biệt là những người hâm mộ bóng đá đã rủ nhau xem lậu các trận đấu qua mạng. Thực trạng chúng ta không thể lường trước được hậu quả nếu như bị thua rồi thua kiện. Vì thế, đàm phán xong bản quyền để người hâm mộ việc xem đường hoàng là điều không gì vui hơn. Quay lại với thông tin gian lận thi cử ở Hòa Bình, sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Giáo dục Đào tạo khẩn trương rà soát quy trình tổ chức kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, nhất là khâu coi thi, chấm thi để hoàn thiện quy chế thi và giải pháp khắc phục. Đồng thời yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản hướng dẫn xử lý đối với các trường hợp đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi điểm thi. Thủ tướng Chính phủ nghiêm khắc phê bình các địa phương đã để xảy ra sai phạm trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, các tổ chức cá nhân có liên quan và xử lý theo quy định. Thưa quý khán giả, cuộc sống của bà con đầu nguồn sông Tiền lúc này đang bị đảo lộn theo cả hai chiều, tốt và xấu, vì nước đã bắt đầu dâng lên. Chưa kể việc bà con trồng lúa qua màu bất an như thế nào, thì trong hai ngày qua, mưa lớn kéo dài trên diện rộng đã gây ngập úng hàng trăm hecta lúa vụ ba vừa mới xuống giống. Và mưa lớn cũng đã khiến cho mực nước trên đồng tăng nhanh, trong đó có nhiều diện tích bị thiệt hại và phải gieo xạ lại. Cộng tác viên của chương trình ghi nhận tại Đồng Tháp. Hơn 100 hecta lúa vụ ba trong khu đê bao 2.600 hecta ở hai xã Thường Phước 2 và Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp bị ngập sâu trong nước. Do mưa lớn kéo dài, người dân phải xạ lại giống, tốn thêm nhiều chi phí. Theo thống kê của ngành nông nghiệp Hồng Ngự, chỉ tính riêng ở xã Thường Thới Tiền, diện tích lúa bị ngập là 540 hecta. Trong đó, 70 hecta bị ngập úng, thiệt hại hoàn toàn, nông dân phải xạ lại giống.
Mặc dù hợp tác xã vận hành hết công suất các máy bơm tiêu úng để cứu lúa, nhưng với mực nước trên đồng dâng cao, ngập trên diện rộng, thì việc bơm tháo nước cứu lúa tốn rất nhiều thời gian. Với việc bị ngập úng như hiện nay, nông dân phải tốn thêm nhiều chi phí. Trong đó, việc tìm giống lúa xả lại gặp nhiều khó khăn vì lượng giống chất lượng càng hiếm. Trước kia nhắc đến nông nghiệp thì phải dứt nước, dì phân, tam cần, tứ giống. Còn trong thời điểm này, giống mới là yếu tố quan trọng nhất. Giống cây tốt có thể quyết định là các yếu tố về nước, phân bón và công chăm sóc. Điều này không chỉ ở miền Tây mà ở tỉnh Khánh Hòa, ngành nông nghiệp cũng đã đẩy mạnh việc nghiên cứu chuyển giao cho nông dân các giống cây trồng có chất lượng cao, phục tráng giống chủ lực. Nhiều giống cây trồng được phục tráng nghiên cứu đã phát huy hiệu quả, đem lại năng suất và chất lượng tốt hơn. Lúa là cây trồng có diện tích lớn nhất tại Khánh Hòa. Trung bình, mỗi vụ gieo trồng khoảng 20.000 hectare. Nông dân thường sử dụng lúa thịt để làm giống, mật độ gieo xạ dày, dẫn đến lúa không đạt yêu cầu. Để khắc phục tình trạng này, Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ Cao đã tìm kiếm, khảo nghiệm các giống mới, trung bình là từ 8 cho đến 10 giống một năm, đồng thời phục tráng và sản xuất giống lúa nguyên chủng, siêu nguyên chủng để chuyển giao cho các vùng sản xuất trong tỉnh. Năm vừa qua, Trung tâm đã cung cấp hơn 60.000 giống cây ăn quả, 28.000 giống cây cấy mô, các loại như chuối, mía, hoa cúc. Bên cạnh đó, đơn vị cũng hướng dẫn bà con về cách thức chăm sóc cây trồng nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình. Mặc dù vậy, việc nghiên cứu chuyển giao hiện vẫn gặp không ít khó khăn. Hiện nay trung tâm đang xây dựng cái mô hình làm cái mô hình là cây ăn quả sạch trên cái vườn xoài Úc 15 hectare của trung tâm đó, và theo cái tiêu chuẩn là việc ghép. Và bên cạnh đó thì cũng học hỏi cái quy trình mà tiến tới cái global gap. Khi mà trung tâm đã nghiên cứu thành công á, thì sẽ có những cái điểm ở trung tâm sẽ là nơi á, để bà con đến tham quan cũng như là để hướng dẫn cho các cái trường, sinh viên các trường thực tập cũng như là kết hợp với một số các cái viện, các cái trường để mà đào tạo cho bà con nông dân. Do đó, Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ Cao sẽ nghiên cứu thêm nhiều giống cây trồng có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, điều chỉnh thời điểm thu hoạch hợp lý nhằm đáp ứng nhu cầu của bà con hiện nay. Còn sau đây là hành vi gây hại cho nông dân. Vào chiều qua, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Điệp, 30 tuổi, ngụ xã Đức Long, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật. Cảnh sát cho biết, một tháng trước đã kiểm tra căn nhà không số trên đường Nguyễn Văn Huy, quận Cái Răng, bắt quả tang Điệp đang đưa 3 bao tải chứa 190 chai thuốc bảo vệ thực vật được làm giả lên ô tô. Bên trong căn nhà, cảnh sát phát hiện nhiều chai lọ, hóa chất, dụng cụ dùng để sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả và gần 300 chai thuốc bảo vệ thực vật giả thành phẩm. Điệp khai đã mua thuốc bảo vệ thực vật giả giá rẻ trên thị trường, rồi về nhà đổ ra, thêm màu và hóa chất để làm giả sản phẩm của các nhãn hàng nổi tiếng trên thị trường, hưởng lợi hàng trăm triệu đồng. Vấn nạn thuốc bảo vệ thực vật giả đang trở nên nhức nhối hơn bao giờ hết. Nó không chỉ gây thiệt hại lớn cho người nông dân mà còn ảnh hưởng tới thị trường, thách thức các doanh nghiệp chân chính. Làm nông giá cả bấp bênh, bà con đã đủ khổ, huống hồ gì là những mánh khóe làm ăn gian dối này. Việc xử lý hình sự đối với các hành vi sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả kỳ vọng sẽ có tác dụng răn đe mạnh mẽ trong bối cảnh vấn nạn này đang hoành hành với nhiều thủ đoạn tinh vi và phức tạp như hiện nay. Tiếp sau đây là một câu chuyện của một lão nông tại vùng mía xã Trí Lực, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Có mấy mươi năm gắn bó với nghề trồng mía, nhưng giờ đây cũng không còn mấy mặn mà. Vì sao? Dịch bệnh nhiều hay giá cả bấp bênh? Mời quý khán giả cùng tìm hiểu. Ruộng mía rộng hơn 2 hectare này từng là nguồn thu nhập chính của gia đình ông Trần Văn Tường. Vụ mía trước, ông thu hoạch năng suất đạt từ 220 cho đến 250 tấn. Nhưng sau khi trừ chi phí thuê mướn nhân công, ông gần như không còn lời đồng nào. Trải qua hơn 40 năm thăng trầm với nghề trồng mía, thời điểm này cũng là lúc ông dự định sẽ từ bỏ nghề. Nếu tính qua thời gian trồng mía, nếu bỏ mía thì chắc muốn khóc luôn ạ. Buồn lắm. Đeo cái mía thì đeo không nổi. Thực tế cho thấy, nhiều nông dân trên địa bàn xã Trí Lực, huyện Thới Bình, một trong những nơi có diện tích trồng mía lớn của tỉnh Cà Mau, đang có xu hướng bỏ cây mía, chuyển sang trồng nhiều cây khác
Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này là do giá mía nguyên liệu trong thời gian gần đây sụt giảm, nguồn nhân công tại địa phương khan hiếm, chi phí sản xuất tăng cao. Mặt khác, do nhà máy đường Thế Bình thuộc công ty cổ phần mía đường Tây Nam ngừng hoạt động, gây tác động không nhỏ đến nguồn thu mua mía nguyên liệu tại địa phương. Tôi là phá mía năm nay 3 năm rồi, là trồng như mình trồng qua màu đó là nó có lợi nhuận nhiều hơn. Mấy năm trước tôi phá ra trồng hủ qua, 1 kg hủ qua 10.000, thì mình trồng một công là có thể là 10 mấy 20 triệu, nó khỏe hơn mía. Để tìm lại vị ngọt của mía đường không phải là một chuyện có thể thực hiện trong một sớm một chiều, nhất là trong tình hình hiện nay khi nhiều nông dân trồng mía đang chuyển đổi để tìm kiếm hướng đi mới cho mình. Nhiều giải pháp chuyển đổi cây trồng vật nuôi cho nông hộ trồng mía cũng đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh triển khai đến địa phương có diện tích trồng mía nhiều. Nhưng quan điểm của ngành là chọn lựa những cây trồng vật nuôi phù hợp với đồng đất nhiễm phèn để thay thế cây mía. Nhiều mô hình nông nghiệp khác đang được thí điểm trồng trải để thay thế vật nuôi cây trồng kém hiệu quả. Tại tỉnh Bạc Liêu, người dân cũng đang có xu hướng chuyển sang nuôi cá kèo trước áp lực tôm rớt giá kéo dài. Khoảng một tháng trở lại đây, giá cá kèo thương phẩm tăng mạnh và đang giữ giá ổn định. Nhiều thương lái cho biết hiện loại cá kèo hơn 100 con một ký, giá mua tại ao khoảng 100.000 đồng một ký, loại 40 đến 50 con một ký có giá khoảng 140.000 đồng một ký, tăng gần gấp đôi so với trước đó. Theo các địa phương, trước giá cá kèo tăng mạnh gần đây, ngoài diện tích làm muối trước đây này đã chuyển sang nuôi cá kèo, người nuôi tôm cũng có xu hướng chuyển sang nuôi con này. Bởi theo người dân, với giá hiện tại, nuôi cá kèo cho hiệu quả kinh tế cao hơn con tôm, trong khi giá tôm nguyên liệu rớt giá xuống thấp trong nhiều tháng qua, sản xuất thua lỗ. Dù giá cả ổn định, thị trường cần, nhưng việc chuyển đổi nhất định phải theo khuyến cáo của địa phương. Vì rất nhiều bài học từ việc chuyển đổi ồ ạt khiến cho nhiều bà con lâm vào cảnh bấp bênh, người dân cần phải hết sức cân nhắc và thận trọng. Ngoài ra, khi bắt đầu mô hình sản xuất phải đảm bảo điều kiện về cơ sở hạ tầng, nguồn nước nằm trong vùng quy hoạch, nắm chắc khoa học kỹ thuật, hạn chế rủi ro về dịch bệnh giá cả. Thưa quý khán giả, không ngoa khi nói rằng không mùa nào ở miền Tây đẹp cho bằng mùa nước nổi, bởi vì ở đó có thể bắt gặp cảnh những chiếc xuồng câu lưới chơi chơi giữa mênh mông con nước, những khu chợ nổi cá đồng nhóm họp giữa đồng nước mênh mông, bông súng, bông đương điển, tô sắt và cả những làng ngư cụ nhộn nhịp chế đủ các mặt hàng. Đẹp thì có đẹp, nhưng lợi dụng triệt để đặc điểm con nước dâng cao mà nhiều đối tượng buôn lậu vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới đã đưa hàng lậu về Việt Nam tiêu thụ trót lọt. Góc nhìn Đông Tây ngày hôm nay, biên tập viên của chương trình có tổng hợp những vụ buôn lậu nóng bỏng trong mùa này. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Trái ngược với hình ảnh thư thả, thông dong giăng câu thả lưới lên đên trên con nước tràn đồng. Những chiếc ghe xuồng này băng băng lướt đi trong hấp tấp và lo sợ. Đó là các đối tượng buôn lậu đang tranh thủ mùa nước nổi, tăng cường hoạt động. Nước nổi tràn về đem lại nguồn lợi thủy sản cho những người mưu sinh chân chính, nhưng cũng đã vô tình tạo điều kiện cho những đối tượng buôn lậu lộng hành. Sôi nổi nhất là ở các tỉnh đầu nguồn An Giang, Đồng Tháp, Long An, với hàng trăm km đường biên giới. Đồng bằng sông Cửu Long vốn có địa hình sông ngòi kênh rạch chằng chịt, nay thêm nước về lên láng ruộng đồng, càng thuận lợi cho tàu thuyền buôn lậu di chuyển nhanh chóng, dễ dàng luồn lách lực lượng chức năng. Thuốc lá là mặt hàng buôn lậu phổ biến nhất do đặc điểm gọn nhẹ, dễ vận chuyển, trong khi tiền lời thu được thì quá lớn. Với mức siêu lợi nhuận có được, một lần trót lọt có thể bù đắp cho nhiều lần bị bắt giữ. Đây cũng là lý do chính mà nhiều người vẫn bất chấp pháp luật, dẫn đến thực trạng này luôn tồn tại, không còn chỉ lén lút, âm ỉ, mà thậm chí hoạt động ngày càng rầm rộ với mọi phương thức thủ đoạn. Ngày 11 tháng 8, trong quá trình mật phục, bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện và bắt quả tang các đối tượng dùng xuồng con vận chuyển thuốc lá nhập lậu từ biên giới sang nội địa. Phát hiện lực lượng đặc nhiệm, họ nhanh chóng cho xuồng vào bờ ruộng và tẩu thoát.
để lại hiện trường 1.500 gói thuốc lá điếu ngoại các loại. Nhiều đối tượng manh động liều lĩnh khác khi bị truy đuổi không chọn cách bỏ cổ chạy lấy người mà sẵn sàng chống trả, tấn công người thi hành công vụ. Có nhóm còn bố trí cả người đi trước cảnh giới, canh đường, theo dõi sát lực lượng chức năng. Và việc đối phó với buôn lậu ngày càng trở nên khó khăn hơn khi các đối tượng vô cùng ma mảnh, sử dụng chiêu thức ngày một tinh vi. Lợi dụng thời điểm giao ca hay đêm tối để hành động. Có khi về đến địa bàn, các đối tượng chia nhỏ lượng hàng ra để dễ dàng chất bỏ, tẩu tán nếu bị phát hiện. Ngoài ra, nhiều người thậm chí còn thuê xe vận chuyển dưới vỏ bọc hàng hóa hay cất giấu tinh vi, ngụy trang khó lường. Mới đây, lực lượng chức năng tỉnh An Giang khi tuần tra đã phát hiện chiếc xe Honda chở 1.490 gói thuốc lá ngoại nhập lậu chứa trong bao giấy vệ sinh. Để qua mặt lực lượng chức năng, đối tượng đã ngụy trang làm người buôn bán giấy vệ sinh. Trên xe còn có trang bị cả loa để rào bán. Buôn lậu ngày càng diễn biến phức tạp và khó kiểm soát là vậy, nhất là trong mùa nước nổi. Nhưng lực lượng chức năng các địa phương vẫn không ngừng nỗ lực trấn áp, triệt xóa để đảm bảo an ninh kinh tế, trật tự xã hội. Từ đầu mùa nước nổi đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện được hàng chục vụ buôn lậu bằng xuồng con, thu giữ hơn 5.000 gói thuốc lá điếu ngoại. Toàn lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang trong những tháng đầu năm cũng đã phát hiện bắt giữ 50 vụ buôn lậu thuốc lá, tổng giá trị hơn 4 tỷ đồng. Hiện nay, với Bộ luật Hình sự mới sửa đổi bổ sung, các đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán thuốc lá lậu không chỉ bị xử phạt hành chính mà cũng sẽ bị xử lý hình sự. Tùy vào số lượng cụ thể, có thể sẽ bị phạt tù từ 6 tháng đến 10 năm. Để ngăn chặn hiệu quả vấn nạn này, việc cần làm là tăng cường tuyên truyền để người dân tự nâng cao ý thức về hậu quả của việc tham gia và tiếp tay cho buôn lậu, cộng với lực lượng chức năng kiên quyết đấu tranh và thêm sự răn đe thẳng thừng của pháp luật thì nạn buôn lậu sẽ nhanh chóng được triệt xóa, trả lại trật tự yên bình cho con nước, cho quê hương và cho cả người dân. Tiếp tục tin nóng trưa nay, cho vay với lãi suất khủng, 6 chủ nợ ở Đà Lạt đã bị công an bắt giữ. Thành phố Hồ Chí Minh bất chấp hiệu lệnh dừng khi chạy vào làn ô tô, thanh niên phóng xe tông cảnh sát giao thông bị thương. Cảnh quan bãi biển Nha Trang bị phá nát vì những vị khách không mời mà đến tràn lan bãi tắm. Chương trình tiếp tục với các thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự. Sáng nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang cho biết vừa tạm giam bị can Nguyễn Thành Vân, 34 tuổi, ngụ tại xã Đông Hưng, huyện An Minh về hành vi giết người. Diễn biến vụ việc chấn động này như thế nào? Sau đây là thông tin chi tiết. Trước đó, vào lúc 15 giờ ngày 12 tháng 8, Vân đang ngồi nhậu ở nhà hàng xóm ở ấp Đông Bình, xã Đông Hưng, thì ông Trần Minh Long gọi Vân ra để đòi tiền mua tôm giống mà y đã nợ trước đó. Trong lúc nói chuyện thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Vân rút cây kéo trong túi quần ra, đâm vào người ông Long hai nhát, làm ông này tử vong trên đường đi cấp cứu. Làm ơn mà còn bị mất quán khiến cho xã hội ngày càng bất an với những đối tượng như thế. Pháp luật cần phải có sự nghiêm minh, khắt khe để những hành vi như thế không còn xuất hiện thêm một lần nào nữa. Sau đây là hành vi cho vay nặng lãi của 6 đối tượng vừa bị công an thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng bắt tạm giam. Các đối tượng bị bắt gồm Đỗ Đức Thắng, Nguyễn Trung Hoàng, Nguyễn Hoài Nam, Tạ Chí Trung, Nguyễn Quốc Thành cùng trú tại thành phố Hà Nội và Mai Nguyễn Hoài Việt trú tại thành phố Đà Lạt. Sau đây là thông tin cập nhật về lãi suất kinh khủng mà các đối tượng đã đưa ra. Trước đó, ngày 8 tháng 8, phát hiện dấu hiệu hoạt động tín dụng đen cho vay nặng lãi, công an thành phố Bảo Lộc đã triệu tập 6 đối tượng đến cơ quan làm việc. Khám xét nơi tạm trú của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ được hàng trăm sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân, hồ sơ vay tiền của người dân, trên 100 triệu đồng, nhiều sổ sách theo dõi việc vay nợ và hai cọc số 8. Qua điều tra làm rõ, từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 8 năm 2018, các đối tượng đã cho 47 người dân tại địa bàn thành phố Bảo Lộc vay với tổng số tiền 2 tỷ 100 triệu đồng, với lãi suất trên 180% đến trên 240% một năm. Và đã thu lãi gần 500 triệu đồng. Không chỉ cho vay nặng lãi, các đối tượng còn sử dụng hành vi khủng bố nạn nhân bằng cách ném mắm tôm pha với xăng nhớt vào nhà vào lúc nửa đêm,
ép là phải sang tên các tài sản có giá trị nếu ai chậm trả lãi. Cũng trong sáng ngày 21 tháng 8, đồn biên phòng Tây Yên, bộ đội biên phòng Kiên Giang đã tạm giữ một đối tượng đi trên tàu đánh cá mang một khẩu súng ngắn, kèm theo đó là một hộp tiếp đạn đã qua sử dụng. Qua đấu tranh, đối tượng khai tên Lê Thành Nhân, thường trú tại ấp Bình Minh, xã Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Thuận, Kiên Giang. Tuy nhiên, đây là đối tượng có tiền án tiền sự, hiện vẫn khai báo quanh co. Lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý theo luật định. Một vụ thoát chết thần kỳ vừa xảy ra mới đây trên tuyến đường Nguyễn Văn Bứa, đoạn qua cầu lớn thuộc huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Sự cố xảy ra khi chiếc xe đầu kéo bị đứt dây chở hàng, hàng quá đã đè bẹp cabin và bên trong có một tài xế và một phụ xe. Theo đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút chiều ngày 20 tháng 8, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 51C-52022 do một nam tài xế cầm lái chạy trên đường Nguyễn Văn Bứa theo hướng quốc lộ 22 về tỉnh Long An. Khi vừa đổ dốc khu vực cầu lớn thuộc ấp 7 xã Xuân Thế Sơn, huyện Hóc Môn thì thắng gấp để tránh một xe ô tô lưu thông cùng chiều phía trước. Đúng lúc này, hàng bốn chân bằng thép nặng hơn 20 tấn được chở phía sau bị đứt dây cột dồn về phía trước và đè bẹp một phần cabin. Vụ việc cũng khiến cho một tài xế và một phụ xe bị thương nhẹ và được người dân hỗ trợ sơ cứu tại chỗ. Tại hiện trường, phần phía sau của cabin xe bị đè bẹp nhấm, biến dạng hư hỏng khá nặng. Khuya ngày hôm qua, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra xử lý vụ một người chạy xe máy tông và kéo lê một cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ cùng ngày, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông tuần tra dẫn đoàn thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt PC67 công an thành phố Hồ Chí Minh đang làm nhiệm vụ trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua địa bàn phường 13 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này, một nam thanh niên điều khiển xe máy chạy trong làn ô tô hướng từ sân bay Tân Sơn Nhất về cầu Bình Lợi, nên lực lượng chức năng đã phát tín hiệu dừng phương tiện xử lý. Tuy nhiên, nam thanh niên không hợp tác, vẫn giữ nguyên tốc độ, tông vào tổ công tác. Một cảnh sát giao thông bị phương tiện này tông trúng, kéo lê, trọng thương. Nạn nhân sau đó được chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Riêng nam thanh niên bị té xe, ngã xuống đường, bị thương và cũng được đưa đi bệnh viện. Trên tuyến quốc lộ 91, đoạn thuộc khóm Trung An, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, An Giang, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô tải với xe máy, khiến hai người tử vong tại chỗ. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lãnh đạo công an thành phố Long Xuyên đã chỉ đạo đội nghiệp vụ xuống đường phối hợp với phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh và công an phường Mỹ Thới tổ chức bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, đồng thời tổ công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn. Thưa quý khán giả, có những vụ mất an toàn giao thông không phải do chủ quan, phóng nhanh vượt ẩu, chở hàng quá cồng kềnh mà còn do nhiều nguyên nhân khác gây nên. Điển hình đó là hình ảnh người dân đốt rác cỏ khô trên tuyến đường quốc lộ 1A đoạn đi qua huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, gây khói, cản trở tầm nhìn của các phương tiện qua lại, gây mất an toàn. Cũng đã có không ít những vụ tai nạn do tình trạng này. Bộ Giao thông Vận tải đã từng có văn bản đề nghị tăng cường các giải pháp ngăn ngừa tình trạng người dân đốt rơm rạ ảnh hưởng đến các tuyến đường bộ. Bộ đề nghị các tỉnh, thành phố chỉ đạo chính quyền cấp cơ sở tuyên truyền, theo dõi và ngăn chặn tình trạng đốt rơm rạ gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ các tuyến đi qua địa bàn quản lý, đặc biệt là các tuyến quốc lộ trọng điểm, đường cao tốc có lưu lượng phương tiện lưu thông lớn. Thưa quý khán giả, cộng đồng mạng đang xôn xao với chiếc siêu xa mui trần, hai chỗ ngồi và thiết kế mở chéo cửa giống hệt như là những chiếc Lamborghini thực thụ được làm từ gỗ. Và hình ảnh về chiếc siêu xe đặc biệt này xuất hiện trong một đoạn clip được tài khoản đăng trên trang cộng đồng mạng. Và trong clip thì một người đàn ông trung tuổi cầm một chiếc xe ô tô được làm thủ công từ gỗ, có thiết kế khá giống như là mẫu xe Lamborghini. Chiếc xe được làm từ gỗ có vẻ đủ chỗ ngồi cho hai người. Xe có thể đánh lái bằng phu lăng giống như những chiếc ô tô thực thụ. Đặc biệt, cánh cửa xe có thể mở theo kiểu cắt kéo lên phía trước y trên siêu xe Lamborghini thứ thiệt. Hiện chưa rõ chiếc siêu xe gỗ nhái Lamborghini này sử dụng động cơ đốt trong hay động cơ chạy bằng điện. Nhưng những hình ảnh xuất hiện trong clip cho thấy người đàn ông có thể ngồi lên xe và dễ dàng vận hành với tốc độ trung bình.
Sau khi được đăng tải, clip về siêu xe Lamborghini đã thu hút nhiều sự quan tâm, bình luận của cư dân mạng. Nhiều người cảm thấy rất là bất ngờ và thích thú với phong cảnh độc đáo này. Song, nhiều người khác lại cho rằng nếu cứ tiếp tục lưu thông, chiếc xe có thể gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác bởi nó chưa được phép lưu thông. Và những chiếc xe chế bằng gỗ mỗi khi xuất hiện trên đường phố đều đã thu hút sự chú ý của mọi người bởi sự độc lạ. Và đây cũng không phải là chiếc siêu xe bằng gỗ nhái Lamborghini duy nhất trên thế giới. Thưa quý khán giả, vào năm 2014 thì ông Yu Xitao, một thợ mộc ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc cũng đã bỏ ra khoảng 16.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 342 triệu đồng để chế tạo chiếc xe bằng gỗ giống như là chiếc Lamborghini và có thể chạy với tốc độ gần 30 km/h. Ông Yu Xitao cho biết chiếc Lamborghini đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân địa phương và có một số nhà sưu tầm đã đề nghị mua lại tác phẩm của ông với giá 35.000 đô la Mỹ. Thưa quý khán giả, bệnh ung thư đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng, và không chỉ ở Việt Nam mà còn với cả thế giới. Số trường hợp dưới 30 tuổi mắc căn bệnh ngặt nghèo này cũng không còn là những ca hiếm gặp. Do quá lo sợ, nhiều người đã tìm mua những loại thuốc, thực phẩm chức năng được thổi phồng về khả năng phòng chống ung thư. Thậm chí là nhiều người còn rơi vào tâm trạng bế tắc khiến cho bệnh tình trở nên xấu đi. Tuy nhiên, trên thực tế, căn bệnh này hoàn toàn có thể phòng tránh được nếu như mỗi người biết cách duy trì chế độ sinh hoạt, ăn uống và luyện tập hợp lý. Và câu chuyện sinh tồn ngày hôm nay sẽ dẫn chứng những trường hợp từng mắc căn bệnh này nhưng đã vượt qua một cách thần kỳ. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Mới đây, giới showbiz Việt chấn động với thông tin nữ diễn viên Mai Phương mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, đã di căn vào xương. Ai cũng mong có phép màu giúp nữ diễn viên 33 tuổi này vượt qua bạo bệnh. Trong quá khứ, không ít nghệ sĩ Việt từng chiến thắng căn bệnh ung thư quái ác. Vậy điều gì đã giúp họ vượt qua được tử thần này? Harry Won có vẻ ngoài luôn trặn trở và đầy sức sống, nhưng ít người biết rằng vào 6 năm trước cô từng bị ung thư cổ tử cung. Mất 2 lần phẫu thuật và 6 năm xạ trị tích cực, Harry Won đã chiến thắng căn bệnh tử thần. Dù chưa thể sinh con, nhưng cô cũng hạnh phúc khi luôn nhận được sự động viên và đồng cảm từ ông xã. MC Hạnh Phúc sinh năm 1986 là người dẫn chương trình được yêu thích của VTV. Năm 2012, trong lần xét nghiệm, anh đã rất sốc khi bị chẩn đoán ung thư máu. Nhưng sau cùng, anh đã vượt qua giai đoạn bế tắc bằng cách tuân thủ phác đồ điều trị tại bệnh viện ca, ăn chay trường, duy trì tập thể dục. Diễn viên hài Anh Vũ từng bị chẩn đoán ung thư đại tràng. Anh chia sẻ mỗi ngày dành thời gian để cùng mẹ đi bộ hoặc tập yoga. Như phép thần kỳ, anh Vũ đã chiến thắng căn bệnh hiểm nghèo. Lý Lan là giọng ca vàng tại thị trường hải ngoại. Năm 45 tuổi, cô phát hiện mắc bệnh ung thư vú. Nhưng cô tự nhủ mình không được buồn phiền và sống lạc quan, tuân thủ phác đồ điều trị hóa trị, giữ chế độ ăn uống lành mạnh và luyện tập thể thao điều độ. Đến giờ, cô đã khỏi bệnh. Như vậy, với căn bệnh ung thư quái ác, ngoài việc tuân thủ phác đồ điều trị bằng các phương pháp như phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, giúp hạn chế tình trạng di căn, thì liều thuốc quan trọng nhất đó chính là tinh thần lạc quan, yêu đời. Không một thầy thuốc giỏi nào có thể chữa được bệnh nếu người bệnh bi quan. Qua những trường hợp chiến thắng bệnh ung thư cho thấy rằng, lạc quan chính là một liều thuốc hữu hiệu nhất mà bất cứ một người bệnh nào cũng cần tự kê cho chính mình. Hên quá, hôm nay không có thằng quỷ kia, con quỷ bắn. Chương trình Chuyển động Đông Tây đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào các chương trình sau.